quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Cảnh báo thiếu lao động khu vực phía Nam. Cần Thơ đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm. Ứng dụng công nghệ 4.0 để hỗ trợ nhanh đến với doanh nghiệp, người lao động. Công an Sơn La tăng cường đấu tranh chống tội phạm ma túy. Thưa quý vị và các bạn, ước tính đã có trên 50.000 công nhân lao động tự do khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương về quê những ngày qua. Cộng với số lao động đã rời các địa phương này trước đó, dự báo sắp tới khi các doanh nghiệp hoạt động trở lại, đủ công suất sẽ khan hiếm lao động, đặc biệt là dịp cao điểm sản xuất cuối năm. Tất cả doanh nghiệp đang muốn mở cửa hoạt động nhưng gặp khó khăn về lao động và nguyên vật liệu do đứt gãy nguồn cung. Thống kê của HEPSA cho thấy khoảng 31.000 lao động làm việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh đã về quê, trong đó chủ yếu là các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa, Vũng Tàu. Vấn đề thiếu hụt lao động được thấy rõ qua con số thống kê đăng trên website của Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, tính đến ngày 10 tháng 10, đang có hàng trăm doanh nghiệp gửi thông tin đăng ký tuyển lao động với nhu cầu cần khoảng 90.763 đầu công việc. Mới đây nhất, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục người lao động hiện ở khu trọ, nơi cư trú, nơi đang làm việc hoặc qua ứng dụng công nghệ thông tin không tự phát về quê, rời nơi cư trú. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần có chính sách hỗ trợ tài chính, tăng lương, thưởng, phúc lợi khi doanh nghiệp đi vào sản xuất có hiệu quả. Trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, thời gian qua các doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng đã và đang nỗ lực thực hiện 3 mục tiêu quan trọng, đó là duy trì sản xuất, đảm bảo đời sống cho người lao động và tăng cường các giải pháp phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt là dự phòng các phương án tối ưu khi có các tình huống xấu có thể xảy ra. Trong 9 tháng, Lâm Đồng có 893 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký 11.557 tỷ đồng, giảm 2,9% về số doanh nghiệp và tăng 45,7% về vốn đăng ký so với cùng kỳ. Do khó khăn về thị trường và các nguồn nguyên liệu, nên 371 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, 108 doanh nghiệp giải thể. Tuy vậy, từ những giải pháp thích hợp và nguồn vốn hỗ trợ từ các chính sách của nhà nước, đến nay Lâm Đồng có 265 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 41% so với cùng kỳ. Trong đó, nhiều doanh nghiệp đặt ra mục tiêu đảm bảo nhà xưởng xanh và công nhân khỏe là một trong những ưu tiên hàng đầu để doanh nghiệp phát triển bền vững. Hiện nay, Lâm Đồng vẫn đang quyết liệt tăng cường cho công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng thời có các giải pháp hỗ trợ chung cho doanh nghiệp, tháo gỡ vướng mắc, ưu tiên tiêm phòng vaccine cho công nhân, người lao động và quản lý tốt hoạt động vận tải hàng hóa. Cùng với tinh thần vượt khó, năng lực và sự đoàn kết của các doanh nghiệp là điều kiện để doanh nghiệp sớm vượt qua khó khăn và ổn định sản xuất, phục hồi kinh tế. Nhằm kịp thời hỗ trợ các đơn vị doanh nghiệp khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, góp phần hoàn thành mục tiêu kép, tại Đắk Lắk, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã tổ chức giải ngân số tiền trên 1 tỷ đồng hỗ trợ các doanh nghiệp và người lao động. Là một trong số những đơn vị được hưởng gói 26.000 tỷ đồng hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn bởi đại dịch COVID-19, theo Nghị quyết 68 của Chính phủ do Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Đắk Lắk thực hiện giải ngân. Trong niềm vui phấn khởi vì nhận được sự hỗ trợ kịp thời của Chính phủ trong thời điểm dịch bệnh, ông Nguyễn Huy Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Tây Nguyên cho biết, từ khi dịch COVID-19 bùng phát, mọi hoạt động của trường đều tạm dừng nên rất khó khăn do không có nguồn thu. Thông tin đài truyền thông thì biết được cái Nghị quyết 68 và trường có làm cái hồ sơ xin vay vốn ngân hàng. Thì trong cái đầu vừa rồi thì trường đã vay được tháng 7, tháng 8. Và tiếp tục trong cái tháng này chúng ta trường sẽ đang làm hoàn thiện hồ sơ để vay tiếp tháng 9. Tương tự từ đầu năm đến nay, đã hai lần phải ngừng hoạt động, đồng nghĩa với việc không có doanh thu, nên các trường mầm non tư thục trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột cũng gặp rất nhiều khó khăn để trả lương cho đội ngũ giáo viên, nhân viên. Trước những khó khăn đó, nhiều đơn vị được cán bộ tín dụng Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đến tận nơi hướng dẫn hoàn thiện thủ tục, hồ sơ để tiếp cận được với nguồn vốn nhanh nhất. Trong thời gian tới, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chính sách cho vay trên các phương tiện truyền thông để mọi cá nhân, tổ chức có nhu cầu, đủ điều kiện vay vốn được tiếp cận chính sách nhanh chóng, thuận lợi và hiệu quả nhất. Do thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 kéo dài nên hầu hết các công trình giao thông trọng điểm của thành phố Cần Thơ đều chậm tiến độ so với kế hoạch.
Ngay sau khi thành phố nới lỏng giãn cách xã hội, tại các công trình xây dựng, lực lượng công nhân hối hả làm việc, đẩy nhanh tốc độ thi công để gấp rút hoàn thành các hạng mục theo tiến độ. Việc chuyển từ áp dụng chỉ thị 16 sang chỉ thị số 15, các công trình xây dựng cơ bản ở thành phố Cần Thơ đã hoạt động trở lại theo yêu cầu đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh. Là một trong các công trình giao thông trọng điểm cấp bách trên địa bàn thành phố được phép thi công trong thời gian giãn cách xã hội, dự án cầu Vàm Sáng đang giữ vững khí thế lao động khẩn trương. Các nhà thầu cũng đang cố gắng tập trung để cái thứ nhất là những cái hạng mục công việc về cầu thì cố gắng đáp ứng những một số các cái hạng mục để đưa về 3K. Về đường thì cũng đang cố gắng là tập trung các hệ thống vật liệu, ví dụ như về mặt cát và cấp phối đá để đưa tiến độ cố gắng làm sao từ giờ cuối năm để cố gắng là cái thứ nhất về mặt cầu thì thông được và đường thì cũng đã bắt đầu lên cấp phối. Còn tại dự án tỉnh lộ 922, mọi hoạt động đều tuân thủ nghiêm túc theo nguyên tắc phòng chống dịch. Sau khi thành phố thực hiện chỉ thị 15, tất cả công nhân, cán bộ, kỹ thuật làm việc tuân thủ nghiêm quy định 5K. Trong thời gian thực hiện giãn cách nên đơn vị thi công gặp một vài khó khăn do việc vận chuyển vật liệu xây dựng, nguyên vật liệu cần thiết từ địa phương khác tới thành phố Cần Thơ bị chậm so với dự kiến. Trong cái thời gian giãn cách thì vẫn là tập trung thi công theo cái nguyên tắc 3 tại chỗ để đảm bảo vừa thi công vừa phòng chống dịch. Thì hiện nay là cái đường là cơ bản đã hoàn thành và trong tháng 10 sẽ tráng nhựa toàn tuyến. Tuy nhiên khó khăn của đơn vị thi công tại tỉnh lộ 922 là hai địa phương Cờ Đỏ và Thới Lai chưa bàn giao xong phần mặt bằng nên ảnh hưởng đến tiến độ của dự án. Mặc dù đã khởi công hơn 3 năm nhưng mặt bằng lại là trở ngại lớn nhất hiện nay. Do vậy rất cần sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm hơn nữa của lãnh đạo hai huyện Cờ Đỏ và Thới Lai cũng như sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân vì mục tiêu phát triển chung của thành phố. Trong nhiều năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh Hưng Yên luôn đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc chăm lo lợi ích cho đoàn viên, người lao động thông qua đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, bảo đảm chất lượng bữa ăn ca, xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện chương trình phúc lợi cho đoàn viên, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động. Hiện nay tại tỉnh Hưng Yên có 97% doanh nghiệp khu vực nhà nước và trên 60% doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước có tổ chức công đoàn. Các cấp công đoàn trong tỉnh đã phối hợp doanh nghiệp triển khai nhiều cuộc đối thoại định kỳ và đột xuất trên tinh thần bình đẳng, công khai và minh bạch, tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động và người lao động. Hiện có 232 trên 772 công đoàn cơ sở doanh nghiệp ký kết thỏa ước lao động tập thể với những nội dung có lợi với người lao động, như chế độ phúc lợi tập thể, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, tiền lương, tiền thưởng, nâng cao tay nghề, chính sách lao động nữ, đảm bảo mức ăn ca của công nhân lao động với mức thấp nhất là 18.000 đồng một bữa ăn. Điển hình như công ty cổ phần Tiên Hưng hiện đang tạo việc làm cho 3.700 lao động với mức lương trung bình từ 9 triệu đến 10 triệu đồng một tháng cùng nhiều chế độ đãi ngộ cho người lao động. Trong lúc Covid-19 đang diễn biến phức tạp và doanh nghiệp cũng gặp nhiều khó khăn mà vẫn hỗ trợ chúng em về tinh thần và vật chất những yếu phẩm cần thiết kịp thời cho chúng em. Em cảm thấy là rất là xúc động và cảm thấy là được sự quan tâm của các cấp công đoàn. Toàn tỉnh có khoảng 13.000 doanh nghiệp và có khoảng 2.000 các cái dự án đầu tư trên địa bàn toàn tỉnh và sử dụng khoảng 300.000 lao động. Thì sự thành công của doanh nghiệp thì đánh giá đóng một vai trò rất quan trọng trong việc thành công của tỉnh, sự phát triển của tỉnh. Thì thu ngân sách trên địa bàn đối với năm 2020 khoảng 17.000 tỷ và thu nhập bình quân đầu người là khoảng 80 triệu đồng. Đạt được kết quả này thì cũng sự đóng góp rất lớn của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh, chăm lo đến đời sống của người lao động và có cái hoạt động rất là ý nghĩa. Thứ nhất là đổi mới sáng tạo trong các thành viên công đoàn và các cái phong trào khác về kháng chiến để tạo tăng cao năng suất lao động và cùng hành cùng chia sẻ với doanh nghiệp để cho các doanh nghiệp phát triển. Với trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong công tác chăm lo cho đời sống của người lao động đã góp phần cùng các doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất ngày càng phát triển, đời sống tinh thần vật chất cho người lao động ngày càng được nâng cao, qua đó góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.
Nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho các chuyến bay thương mại hoạt động, thành phố Đà Nẵng đã triển khai một số biện pháp phòng chống dịch đối với hành khách trên các chuyến bay tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, yêu cầu công dân cam kết khai báo y tế trung thực nơi xuất phát, nơi đến và có thể bị khởi tố hình sự nếu khai báo không trung thực. Đối với người dân đi đến trên các chuyến bay nội địa tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, đề nghị Cảng vụ Hàng không Miền Trung, Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng thông báo với các hãng hàng không về quy định tham gia chuyến bay theo quyết định số 1776 của Bộ Giao thông Vận tải, quy định cách ly y tế đối với người đến từ các địa phương có dịch, không bán vé cho công dân không đủ điều kiện theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải, tổ chức điểm xét nghiệm test nhanh tại sân bay để xét nghiệm thu phí đối với công dân chưa có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ. Tổ chức khai báo y tế, kiểm dịch, đo thân nhiệt tại nhà ga quốc nội đối với người đến từ các địa phương khác. Ngay trong tháng 10 này, Nghị quyết số 116 được Chính phủ ban hành vào ngày 24 tháng 9 sẽ chính thức được triển khai qua hình thức trực tuyến. Ứng dụng công nghệ 4.0 cùng hệ thống thông tin cá nhân sẵn có đã giúp ngành bảo hiểm xã hội hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động nhanh nhất có thể trong bối cảnh dịch đi lại vẫn còn khó khăn tại các địa phương. Kể từ khi dịch bệnh bùng phát lần thứ tư, doanh nghiệp này đã bị giảm doanh thu từ 70 đến 80% so với các năm trước, với số lượng nhân viên làm việc chỉ còn một nửa. Thực tế này cũng khiến công ty khó khăn trong việc giải quyết thủ tục liên quan đến bảo hiểm xã hội cho người lao động. Với việc ứng dụng công nghệ số để tiếp cận gói hỗ trợ 38.000 tỷ đồng từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp, ngay lập tức doanh nghiệp này đã lên danh sách để giúp người lao động có thể được nhận tiền hỗ trợ ngay trong tháng này. Đáng chú ý, danh sách sẽ bao gồm thông tin tài khoản cá nhân để hỗ trợ có thể về trực tiếp tài khoản của người lao động thay vì nhận tiền mặt như trước đây. Về phía công ty sẽ đạt được các yêu cầu, được giảm từ 1% xuống 0%. Tiếp cận các gói hỗ trợ này về phía doanh nghiệp thì cũng là thuận tiện bởi vì là sử dụng online và kỹ thuật số thì nó cũng rất là thuận tiện. Cụ thể, theo Nghị quyết 116 của Chính phủ ban hành, mỗi người lao động sẽ được hưởng từ 1,8 đến 3,3 triệu đồng một tháng tùy theo thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, dựa trên nguồn dữ liệu thông tin có sẵn ở trên hệ thống thì sẽ có khoảng 13 triệu lao động và 386.000 doanh nghiệp được thụ hưởng. Hiện nay chúng ta đang thiết kế cái phát bằng tiền mặt rồi, tức là 30.000 tỷ đồng, tổng 30.000 tỷ đồng bằng tiền mặt và giảm đóng cho người sử dụng lao động là 8.000 tỷ đồng. Và trong quá trình cái quả này thì chúng ta quá trình triển khai cố gắng là trong vòng 45 ngày là chúng ta sẽ triển khai xong cái gói này. Việc áp dụng công nghệ số vào các thủ tục đã không còn xa lạ gì đối với người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc ứng dụng 4.0 vào các gói hỗ trợ thì khá là mới. Lần này, khi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chi trả hỗ trợ online đã nhận được sự ủng hộ rất lớn. Đặc biệt, giới chuyên môn cũng nhận định đây sẽ là giải pháp để khắc phục hạn chế về thủ tục rườm rà, phiền hà đối với người dân của các gói trước. Với nền tảng công nghệ hiện đại, ứng dụng chủ trương không dùng tiền mặt, chi trả qua tài khoản cá nhân của người lao động để đảm bảo tốt việc phòng chống dịch, thủ tục cũng sẽ được giải quyết nhanh chóng hơn. Thời gian hoàn thành thủ tục chi trả phấn đấu từ 3 ngày xuống còn 1 ngày sau khi Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp nhận hồ sơ. Mới đây, Bộ Y tế ủy quyền cho Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên đánh giá đơn vị đủ năng lực được phép thực hiện xét nghiệm sàng lọc khẳng định COVID-19 bằng kỹ thuật RT-PCR đối với phòng khám đa khoa Hoàn Hảo ở thành phố Buôn Ma Thuột. Đây là phòng khám tư nhân đầu tiên tại Đắk Lắk được Sở Y tế tỉnh cấp phép thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR. Với hệ thống máy xét nghiệm hiện đại, đảm bảo yêu cầu nghiêm ngặt của một phòng xét nghiệm sinh học phân tử có độ an toàn sinh học cấp 2. Trước đó, đơn vị này đã nhờ tới những chuyên gia đầu ngành của Viện Vệ sinh Dịch tễ tới thiết kế, tư vấn để triển khai phòng xét nghiệm sinh học phân tử đạt chuẩn. Từ ngày 12 tháng 10, phòng khám đã chính thức vận hành hệ thống xét nghiệm với khoảng 300 mẫu đơn một ngày đêm. Qua đó, góp phần đáp ứng nhu cầu sàng lọc SARS-CoV-2, triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới. Thưa quý vị và các bạn, tại Đà Nẵng, để có thể chung sống an toàn với dịch bệnh, nhiều bệnh viện, cơ sở y tế hiện đang đẩy nhanh triển khai những phương án nền tảng ứng dụng khám chữa bệnh từ xa rất đa dạng, giúp người dân không cần đến các cơ sở khám chữa bệnh trực tiếp, tránh xảy ra tình trạng lây nhiễm dịch bệnh như thời gian qua, đồng thời tạo điều kiện cho các y bác sĩ tại các bệnh viện tuyến dưới học hỏi và nâng cao trình độ chuyên môn. Từ đầu tháng 9 năm 2020, Bệnh viện 199 Bộ Công an đã phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đưa vào hoạt động phòng khám chăm sóc sức khỏe từ xa Telehealth. Thông qua màn hình trực tuyến và các công cụ truyền xem hình ảnh, các bác sĩ sẽ cùng hội chẩn đưa ra phác đồ điều trị phù hợp. Người bệnh sẽ được điều trị tại chỗ, hạn chế chuyển tuyến, chuyển tỉnh, tiết kiệm chi phí, đặc biệt có ý nghĩa trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.
Tôi cũng có theo dõi cái trong mạng của bệnh viện 199 như thế này. Tôi được biết là chương trình không chữa bệnh từ xa nên tôi có đăng ký và được các bác sĩ lấy tên ghi tên. Tôi thấy dịch vụ là ok, còn cái chất lượng thì tôi tin tưởng là sẽ hơn cái một đơn vị chữa bệnh. Cái này là hơn hoặc ba đơn vị có thể là tiếp xúc với nhau để chữa một căn bệnh là thấy nó có khả năng là sẽ tốt hơn. Rất đặc biệt vì có nhiều bác sĩ quan tâm và chăm sóc cho tôi. Tôi cảm thấy rất an toàn và yên tâm vì có nhiều ý kiến đóng góp của các bác sĩ. Tôi cảm thấy vai tôi đang phục hồi dần dù vẫn chưa về lại khớp và vẫn cần điều trị thêm. Chương trình Telehealth có nhiều lợi ích như không tốn chi phí đi lại, phù hợp với các bệnh lý lây nhiễm phải hạn chế di chuyển, bệnh cần sơ cứu sớm như đột quỵ, tim mạch, trường hợp cần can thiệp tại chỗ sẽ thực hiện tại bệnh viện với sự hướng dẫn của chuyên gia tuyến trung ương. Thời gian dịch mà mình triển khai được cái vị trí, cái nhiệm vụ đó thì đỡ cho bệnh nhân phải đi di chuyển từ xa từ Đà Nẵng và ra Hà Nội khám. Thì các chuyên gia đầu ngành cũng đã tham gia khám từ xa và hỗ trợ rất nhiều trong các bệnh nhân 19. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay, nhu cầu cần được tư vấn y tế và sức khỏe tâm lý đặc biệt trở nên cần thiết hơn đối với người dân. Đặc biệt có nhiều người trong vùng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Nhiều ứng dụng thông minh như Giúp Tôi, iSoftcare, My Doctor được xây dựng phục vụ cộng đồng hoàn toàn miễn phí. Tại nhiều bệnh viện khác ở Đà Nẵng, việc đặt lịch khám qua mạng và điện thoại cũng được đẩy mạnh triển khai. Nhiều đơn vị cũng tiến hành tư vấn và chẩn đoán tình trạng sức khỏe cho người bệnh qua quan sát và trao đổi qua mạng. Xu hướng khám bệnh trực tuyến đang ngày càng mở rộng và được người dân quan tâm hơn trong trạng thái bình thường mới như hiện nay. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, để hạn chế thấp nhất thiệt hại do sự cố về điện trong mùa mưa bão năm nay, Tổng Công ty Điện lực Miền Trung và các đơn vị điện lực thành viên khu vực Miền Trung Tây Nguyên đã và đang chủ động các phương án phòng chống thiên tai, tăng cường phối hợp, diễn tập, xử lý các sự cố trên toàn địa bàn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong năm 2021 sẽ có từ 10 đến 12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, khoảng 5 đến 7 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. EVN-CPC là đơn vị chịu trách nhiệm quản lý vận hành nguồn, lưới điện từ cấp 110 kV trở xuống trên địa bàn 13 tỉnh, thành phố miền Trung Tây Nguyên. Đây là địa bàn có địa hình phức tạp, trải dài ven biển và miền núi với độ dốc khá lớn, nhiều sông suối, thường chịu các đợt bão lụt. Để chủ động các phương án ứng phó thiên tai, EVN-CPC đã tiến hành kiểm tra trực tuyến công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại các công ty điện lực thành viên và các xí nghiệp thủy điện trên địa bàn, đồng thời chỉ đạo các đơn vị tổ chức diễn tập để thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai khi triển khai thực tế tại hiện trường. Các đơn vị điện lực thành viên và các xí nghiệp thủy điện trên địa bàn đã lên phương án phù hợp, thích ứng, đồng thời chủ động rút ngắn được thời gian huy động, xử lý khắc phục sự cố sau thiên tai. Các phương án mà các đơn vị này đặt ra đều đưa ra tình huống giả định, cụ thể cho việc gió bão, ngập nước, lốc xảy ra ở từng vùng, đến những sự cố do đứt dây, đổ trụ, nhằm đảm bảo nhanh chóng phục hồi lưới điện và cấp điện an toàn. EVN-CPC và các đơn vị thành viên luôn theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, cử các đoàn công tác tiền phương thuộc Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trực tiếp đến hiện trường các đơn vị có khả năng bị ảnh hưởng lớn để kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị, hỗ trợ khắc phục sau bão. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và số lượng lớn công dân đi làm ăn xa tại các tỉnh miền Nam trở về địa phương, các đối tượng đặc biệt là đối tượng ma túy đã lợi dụng thực hiện các hành vi phạm tội. Lực lượng công an tỉnh Sơn La luôn xác định thực hiện nhiệm vụ kép vừa chống dịch vừa chống tội phạm, tập trung lực lượng đấu tranh với các đường dây đối tượng mua bán ma túy, làm trong sạch địa bàn. Mặc dù Mường La không phải là điểm nóng về tội phạm ma túy nhưng số lượng người nghiện còn nhiều, do đó nhiều đối tượng bằng mọi phương thức thủ đoạn vận chuyển cung cấp ma túy về để vừa sử dụng và vừa bán lẻ cho các đối tượng nghiện khác trong 9 tháng đầu năm. Lực lượng công an thị trấn đã triệt phá bắt giữ 4 vụ vi phạm, trật tự xã hội 6 vụ, 9 đối tượng phạm tội về ma túy bị bắt giữ, thu giữ 8 bánh heroin, phối hợp bắt giữ 1 đối tượng giết người, mở ra thêm nhiều đường dây mắt xích mua bán cung cấp ma túy cho các đầu mối trên địa bàn, từ đó xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá nguồn cung này. Với tinh thần vì nước quên thân vì dân phục vụ trong đấu tranh ngăn chặn hiệu quả tội phạm và tệ nạn ma túy, lực lượng công an thị trấn Ít Ong, huyện Mường La nói riêng và công an Sơn La nói chung đã tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh vận động nhân dân tham gia phòng chống ma túy, nỗ lực kiềm chế sự gia tăng của tội phạm và tệ nạn ma túy, triệt phá các ổ nhóm tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy, góp phần làm trong sạch địa bàn, gìn giữ sự bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.